Cuộc khủng hoảng container chưa có điểm dừng giá cao ngất ngường việc cảng trung tâm giantianan ở phía Nam Trung Quốc đóng cửa hồi tháng 6 để ngăn chặn sự lây lan của dịch đã khiến giá container tăng vọt 180 chỉ số CAX của nền tảng giao dịch trực tuyến công container trên cho thấy giá trung bình của container mọi kích cỡ từ cảng An đã tăng vọt từ 5.515 USD trong tháng 6 lên 15.336 USD trong tháng này ông cờ hit do elop người đồng sáng lập container te cho biết Chúng tôi đã chứng kiến sự tăng vọt không có điểm dừng của giá container và sự thiếu hụt trầm trọng về lượng container khi hoạt động tại các bến cảng An bị gián đoạn trong hầu hết tháng 6. Ngoài ra theo ông ở cảng Ninh Ba, Trung Quốc và ở Việt Nam cũng đã có những dấu hiệu ban đầu về những tác động tương tự từ sự cố gián đoạn hoạt động gần đây của các cảng này. Tuy nhiên theo Tiến sĩ Johan Me, CEO và là người sáng lập của Container exchange ngay cả khi hết gián đoạn thì tình trạng thiếu hụt trầm trọng vật liệu làm container cùng tắc nghẽn ngày càng tồi tệ tại các cảng sẽ khiến giá container mới và cũ cao hơn khả năng giá container sẽ tăng cao hơn khi lượng container sẵn có ít đi trong những tuần tới do chậm trễ về lịch trình vận chuyển và nhiều container vẫn đang xếp hàng chờ tại cảng ông cho biết chủ một công ty vận tải biển có trụ sở tại vương quốc anh người vừa quyết định mua 10 container 40 feet ở Trung Quốc để khắc phục những container lỗi mà ông nhận được từ các nhà vận chuyển, cho biết cuối cùng ông đã phải trả đến 6.000 USD cho mỗi container cũ. Về lý thuyết, các nhà sản xuất đang bán container mới với giá khoảng 4.000 USD mỗi chiếc, nhưng những người mua trung bình không thể mua được do các đơn đặt hàng trồng chất từ những công ty cho thuê và các hãng vận chuyển, ông nói và cho biết thêm. Những container mới giờ quý như vàng, bạn đừng mong đấu được với các ông lớn. Trong khi đó, các hãng vận tải biển đang cố hết sức tăng cường đội tàu container để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng và giảm thiểu tác động của việc kéo dài thời gian giao hàng. Theo ông Job Haben giám đốc điều hành của hãng tàu Hapag-Lloyd, do sự tắc nghẽn của mạng lưới, hãng vận tải hiện cần thêm 11% container để chở cùng một lượng hàng hóa như trước đây. Ngoài ra, việc các nhà máy chế tạo container tạm dừng hoạt động lắp đặt kéo dài do đại dịch đồng nghĩa các hãng vận tải đang phải phụ thuộc nhiều hơn vào các công ty cho thuê để đáp ứng các yêu cầu cung cấp container khẩn cấp. Trong báo cáo thu nhập quý 2, Triton, công ty dẫn đầu thị trường cho thuê container cho biết, họ đang tập trung vào việc kéo dài thời hạn của các hợp đồng thuê container mới và đã qua sử dụng với các hãng tàu. Hãng cho thuê container này ghi nhận thời hạn thuê trung bình là 14 năm trong quý 2, tăng so với mức trung bình 10 năm trong quý I và gần gấp đôi mức trung bình trong lịch sử của ngành. Tetane, nhà cho thuê container lớn thứ hai thế giới, cũng đã báo cáo thời hạn thuê trung bình trong 6 tháng đầu năm đối với các container mới là 12 năm, so với thời hạn thuê trung bình cho đội tàu 4 triệu tiêu là 6 năm tương tự như các chủ tàu container những người cho thuê tàu không chỉ đồng ý các hợp đồng thuê nguyên chiếc dài hơn nhiều với các hãng vận tải mà họ còn thương lượng với mức giá hàng ngày cao hơn cho các giao dịch mới